hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2024, đêm hội Weibo đáng mong chờ sẽ diễn ra. Trước giờ có vô số dưa về đêm hội, như dưa về chỗ ngồi, dưa về giải thưởng. Đặc biệt rất nhiều trang đưa tin về vị trí king và queen của đêm hội Weibo này là sao nam có tên hai chữ mà sao nữ cũng có tên hai chữ. Tên các nghệ sĩ nam có tên hai chữ như Tiêu Chiến, Hồ Ca, Đặng Vi, Thành Nghị. Trong đó Tiêu Chiến đã là king của 2 năm liên tiếp năm 2019, năm 2020. Hồ Ca là king năm 2022. Thành Nghị lại không tham gia đêm hội Weibo, còn Đặng Vi chưa từng được vinh danh giải thưởng này. Đặng Vi vẫn là một cái tên mới, nếu anh được vinh danh hạng mục này thì sẽ mang đến nhiều ý kiến trái chiều. Các sao nữ có tên hai chữ như Dương Tử, Bạch Lộc, Đường Yên, Dương Mịch, Cảnh Điềm, Tống Thiến, Tống Giật. Trong đó Dương Tử đã là queen của 2 năm 2019, năm 2020 cùng với Tiêu Chiến. Mỗi cuộc thi, mỗi cuộc bình chọn thì cũng đều có những tiêu chí riêng. Chỉ cần đáp ứng tốt các tiêu chí đưa ra từ ban tổ chức thì ai là người được lựa chọn cũng đều xứng đáng. Ai là King & Queen thì tối nay chúng ta cũng sẽ có câu trả lời thôi. 12 giờ Việt Nam các sao bắt đầu đi thảm đỏ, 17 giờ Việt Nam bắt đầu lễ trao giải. Hãy cùng Vivu Cbiz ngắm nhìn tạo hình của một số sao trước giờ gờ nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và ý nghĩa.